ví dụ như kim cương thiệt, rồi vàng trắng. Còn nếu mà ngân sách eo hẹp chừng có 2-3 triệu đồng thôi thì đây là những cái sản phẩm để quý cô chú anh chị lựa chọn mình đi tiệc mặc trang trí trên những cái bộ đầm. Có mấy cái dây này cho nam này. Đây, dây cho nam cũng có nhé. Các anh nam cũng có. Mặt nam á nè. Và cặp dây nam luôn nè. Wow. Cũng bự quá. To, rất là to luôn. Đẹp. Thôi, nhờ anh này đeo thử đây. Anh đeo thử xem giúp em nè. Đây nhờ một anh nam đeo thử nhé. Được, đó, chồng được luôn đó. Rất là đẹp. Nhìn sang xịn mịn chưa? Đeo cái này, cái là thấy đẹp đeo luôn. Đeo vô cái là trời ơi, thấy người có của luôn á. Đó. Mà anh cứ đeo mấy cọng dây chuyền này mà về miền Tây, trời ơi, chắc là các em mới theo hoài á. Cái này là mức giá bán lẻ rồi, đây đúng chưa chị? Vâng. Cái này là bạc nha. Bạc si bạch kim. Bạc mà si bạch kim. Vâng. Nguyên thủy của nó là bạc. Vâng. Mới si cái lớp bạch kim lên cho nó đẹp. Vâng. Cái hàng em đeo cũng là bạc si bạch kim luôn. Cái hàng như chị đeo là bạc mà si bạch kim. Đúng rồi. Khi khách đeo người ta không có biết, đồ dạ luôn. Nó làm rất là đẹp mà sắc sảo nữa. Thưa quý cô bác anh chị, cái đồ si đó thì theo như mình tìm hiểu đó, ví dụ ở phía bên trong thì là kim loại, sau đó họ sẽ si một cái lớp mà kim loại quý lên, thì có thể là họ mạ vàng này, hoặc là mạ bạc, hoặc là mạ bạch kim. Thì đây là những cái mặt Phật, cái này thì có giá là 870.000 này. 870.000 là như chị nói là phía bên trong của nó là bạc và phía bên ngoài là được si bạch kim. Còn nếu mà ai muốn cái mặt Phật nó nhỏ hơn một chút xíu nữa đây, Phật thì có giá là 840.000. Tất cả các sản phẩm đều được đính giá. Em đã nhận quảng cáo cho cái công ty nào chưa em? Nào anh có sâu chắc anh phải mời em ấy. Nhưng mà hiện nay bạn là người mẫu độc quyền của shop Thủy Jewelry chợ An Đông nhé. Rồi, cảm ơn em gái. Cái bộ đó là nhiêu tiền đấy em? 170. Dạ, có 170.000. Thì có một bông hoa mai 5 cánh và có 3 cái hạt, một cái hạt ở giữa bông hoa mai và 2 cái hạt nữa rủ xuống, một hạt dài, một hạt ngắn. Có thêm một cái màu nữa là màu vàng cho quý cô bác anh chị lựa chọn. Giá chỉ 170.000 nha các bạn. Cái phần này gọi là gì ta? Hột đá baguette á. Hột đá baguette. Cái này nó rất là sáng và sáng rất là bền luôn. Dạ. Này giá là 1.480.000 này. Những cái nhỏ hơn là có, đây là Chúa Giêsu được treo trên cây thánh giá này. Cái này thì có giá 490.000. Bự hơn. Rồi có những cái bự hơn đây thì 450.000. Hoặc có cái những này tự chịu nạn đấy, nhỏ xíu luôn nha các bạn. Đó. Từ lớn đến nhỏ, các bạn không cần phải đi đâu xa, đâu cần phải đi đâu xa đâu. Tới đây mình thấy ưng cái nào thì mua cái đó. Rồi, cái này đẹp quá này. Trời ơi. Này cũng tuyệt vời. Cái màu đen này cũng là, cái này lạ quá này. Có màu đen này nữa các bạn. 620.000. Đẹp ha. Dạ. Ở đây bạn ấy sẽ thử một cái mẫu khác này, mặt vuông này, có đủ mặt nhé, mặt vuông, mặt tròn, mặt oval, mặt hình trái tim, hình bầu dục, hình chữ nhật này, có cái này các hình kiểu hoa nữa này. Dạ. Xinh chưa này. Rồi, cảm ơn. Có nhiều lắm mà tại em không có chưng, không có chưng được thôi, đúng không? Dạ. Dạ, nó nhiều lắm đó, tại vì mình không có chưng ra được hết. Dạ. Vân Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Em chào chị Vân ạ. Dạ, chào anh. Thưa quý cô bác anh chị, nếu mà quý cô bác anh chị thường xuyên coi video clip của Sài Gòn Ngày Nay thì sẽ thấy hình ảnh chị Vân là chủ một shop mà chuyên bán đồ trang sức si mạ ở chợ An Đông, với rất là nhiều những cái mẫu trang sức rồi kẹp tóc. Dạ, thưa hôm nay chị khỏe không ạ? Dạ, khỏe. Dạ, em thấy chị đeo một cọng cái dây chuyền nhìn rất là đẹp mà có cây thánh giá, chị theo đạo ạ? Đúng, đúng rồi, anh em đạo Chúa. Theo đạo Thiên Chúa. Dạ. Người ta, thưa cô bác anh chị, người ta vẫn nói một cái câu nói vui ấy. Yêu em chẳng phải vì tiền, yêu em vì sợi dây chuyền em đeo. Nhưng mà dây chuyền mà vàng, bạc, rồi bạch kim thì nó rất là mắc tiền. Tuy nhiên cái đồ trang sức si mạ thì có giá thành rẻ hơn và rất là nhiều mẫu mã phù hợp cho cô bác anh chị làm trang sức để tôn những cái
bộ đồ như quần áo đầm đi tiệc, vòng đeo tay, rồi nhẫn. Thì thưa chị, hôm nay thì bên cửa hàng mình có những cái dòng sản phẩm mới nào thưa chị? Nhiều lắm anh, em có nhiều lắm. Như là lúc trước mà em có quay á, thì cô chú anh chị có nhờ em là quay cho cô chú một ít cái mẫu mặt thịt mà thanh giá nhiều nhiều. Dạ. Em cũng có nhập nhiều lắm. Dạ. Bởi vì anh có thể lên trên á, rồi em sẽ giới thiệu dạ. cho cô chú anh chị coi nha. Dạ thưa chị, trước khi mà mình đi lên trên gian hàng của chị đó, dạ. thì để đỡ mất thời gian của nhiều cô bác anh chị ở nơi xa, đặc biệt dạ. là những người chưa từng tới chợ An Đông đó, thì mình sẽ giới thiệu một cái cách ngắn gọn nhanh nhất để cô bác anh chị dễ xác định cái gian hàng của chị. Thì giờ chị giới thiệu hay em giới thiệu? Em giới thiệu cho, có nghĩa là bây giờ nếu mà mình đi cổng chính với anh dạ. thì là cái cổng này là cái đường An Dương Vương. Dạ. Đó, xong rồi mình mới đi thẳng vô. Vâng. Đi thẳng vô thì lên trên bậc thang này nè, thì sẽ quẹo bên tay phải. Vâng. Hướng tay phải là đúng rồi, thì bây giờ như này đi, để cho nó dễ thì em xin tóm tắt lại là mình sẽ đi cổng chính đường dạ, An Dương rồi. Vương là dạ. mình, nếu mà cô bác đặt xe taxi hoặc Grab đó, là dạ, mình sẽ đặt tới rồi. Cái số 34 hoặc 36 An Dương Vương. Thì số 34 là tiệm vàng Kim Lý là bên tay dạ. trái này. Số 36 là tiệm vàng Kim Châu phía bên tay phải. Sau đó nếu mình đi xe hơi thì mình gửi xe hơi đằng trước, còn nếu mà đi xe gắn máy thì mình gửi hai bên hông. Mình gửi bên hông, sau đó thì mình lại quay ra cái cổng chính. Dạ, mình đi rồi. Tới cái thì, đây là cổng chính. Đây là cổng chính anh, rồi. Xong rồi mình mới lên cầu thang nha. Dạ. Lên cầu thang. Rồi bây giờ mình cùng đi đi chị. Ha. Sau đó thì mình sẽ đi lên lối cầu thang bộ này quý vị. Dạ. Đi lối cầu thang bộ lên đây thì chúng ta gặp tiệm vàng Ngọc Thanh này. Dạ. Nhưng mà không có lên thang máy và nha. Không có đi thang máy dạ. nha. Có nghĩa là mình quẹo tay phải luôn. Dạ. Mình sẽ đi theo chị Vân để tới gian hàng của chị nhé các bạn. À, quẹo tay phải thì đi thẳng vô luôn nha. Dạ vâng. Đi thẳng vô thì khoảng vài sạp thôi là tới sạp em rồi. Vâng, đi quẹo phải. Đó, sau đó đi khoảng vài sạp thôi thì dạ. tới đây các bạn. Đây, đây sạp em là. À, dạ em đây, đây rồi. Dạ. Sạp em là sạp 3. Dạ. dạ. Sạp 3 mặt tiền luôn. Nó liền nhau luôn. Dạ vâng, dạ. em cảm ơn chị. Dạ. Ê, thưa cô bác anh chị, địa chỉ sạp của chị Vân thì chị lấy tên là Thủy Jewelry, chuyên bán sỉ trang sức nam nữ, đồng hồ modern mới nhất của Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan. Số điện thoại là 0918 313 266 096 291 9462. Và sạp thì có 3 sạp liền nhau là D21, D23 và D25, tầng trệt của chợ An Đông. Hai chị em vừa vào tới gian hàng thì cũng đã có những khách hàng đầu tiên tới mua sản phẩm là những các cái chuỗi hạt. Dạ thưa chị Vân, thì hôm nay chị giới thiệu dùm em một số những cái mẫu sản phẩm mới để cập nhật cho cô chú anh chị khán giả dạ, được biết không ạ? Dạ em có mấy cái mẫu thật đó. Dạ. Từ trước là có nhiều cô cũng hỏi em là quay cho cô một ít cái mẫu mặt thật. Dạ. Thật thì em cũng có nhiều lắm. Vâng. Lấy cái bây giờ làm nào để cho nó dễ nhìn ta? Bỏ cái khăn lên cho ha. Đây. À. Ở đây thì chị chuyên bán sỉ và bán cả lẻ nữa nha các bạn. Đây, những cái mặt thạch cẩm thạch nha anh nha. Vâng. Cái này bằng đá cẩm thạch. Mặt Phật đá dạ. cẩm thạch. Nhiều lắm, có thể nè, có cái gì đây là bự, có nhiều size các bạn ơi, size lớn, size nhỏ này. Thưa chị, cái mà chị ghi ở trên này là mức giá bán dạ, lẻ rồi. Đây đúng thưa chị? Dạ, và cái này là bạc nha. À. Bạc si bạch kim. Bạc mà bạc si bạch kim. Và cái này bạn này nguyên thủy của nó là bạc, vâng. mình mới si cái lớp bạch kim lên cho nó đẹp. Vâng. Như cái hàng em đeo cũng là bạc si bạch kim luôn. À, cái như hàng như chị đeo là bạc mà si bạch kim. Đúng rồi. Vâng. Thì khách đeo người ta không có biết đồ dẻ luôn. Nó làm dạ. rất là đẹp mà sắc sắc sảo nữa. Thưa quý cô bác anh chị, cái đồ si đó thì theo như mình tìm hiểu đó, ví dụ ở phía bên trong thì là kim loại, sau đó họ sẽ si một cái lớp mà kim loại quý lên,
thì có thể là họ mạ vàng này, hoặc là mạ bạc, hoặc là mạ bạch kim. Thì đây là những cái mặt Phật, cái này thì có giá là 870.000 này. Đó, 870.000 là như chị nói là phía bên trong của nó là bạc và phía bên ngoài là được xi bạch kim. Còn nếu mà ai muốn cái mặt Phật nó nhỏ hơn một chút xíu nữa đây, Phật thì có giá là 840.000. Tất cả các sản phẩm là đều được đính giá. Rồi nếu mà mình thích cái hạng trung đó, nhỏ nhỏ đó, thì cái này là 640.000. Mặt Phật thì cũng có màu đen này, màu cái này gọi là màu gì chị? Màu xanh cẩm thạch này. Rồi màu đỏ ruby nhé. Đây, anh đang tư vấn cho cô đeo những cái chuỗi này để mặc áo dài. Đó, nhìn rất là dễ thương. Chị ơi, tiếp theo những cái mặt này là bằng bạc rồi chứ chị? Đúng rồi, cái này bạc luôn đó anh. Dạ. Cái này cũng là bạc luôn, nhưng mà cái này nó là bạc luôn chứ không có phải cẩm thạch bạc. Vâng. Dạ. Này, là mẫu luôn anh. Mẫu bao nhiêu bạc, dạ, nguyên chất đây các bạn. Dạ, thì có cái mặt Phật mà lớn á, Phật Mẹ Quan Âm đây, thì có mức giá là 1.700.000. Cũng có những cái mặt nhỏ hơn một chút xíu. Thì tùy theo mình lựa nhé. Nói chung này phải đeo dài chứ đẹp lắm. Còn nếu những, có chút dài thì có làm dài cho cô. Nhưng mà như vậy là không thấy vừa. Cái này là 760.000 này. Cái đó là vừa. Rồi cái mẫu mặt này là 570.000 này. Rồi mặt Phật này là nhỏ xíu nữa là 350.000 này các bạn này. Cái mặt Phật bự bự này. Đây tiếp theo. Rất là đẹp. Mặt này nhìn nổi quá, như là 3D các bạn ơi. Rất là đây đẹp. Cũng giá chỉ có là 1.700.000 nha các bạn. Nè. Đẹp lắm. Mẹ Quan Âm này, tay cầm bình bát này, ngồi trên tọa trên đài sen. Nhìn rất là đẹp. Em có cái mặt thánh giá nữa. Dạ. Nếu mà đây là các cái mẫu mặt Phật. Dạ. Rồi tiếp theo thì sẽ giới thiệu mặt Phật là vậy là hết chưa chị? Nhiều lắm anh đây này, cũng nhiều lắm, nhưng mà em chỉ đưa mẫu có nhiều cái nhỏ. Có cả những cái mẫu nhỏ xíu nữa này. Dạ. Cũng còn nhiều lắm nhưng mà em đưa. Thì đây mình gỡ cái này ra đi. Dạ, nó lại mềm, nó rẻ hơn dạ, này. Nó mềm, dạ. Đây có những cái mặt nhỏ hơn này các bạn này. Ví dụ như đây là 270.000. Dạ thôi. Của chị thì hàng rất là phong phú, nhiều mẫu nha. Mặt Phật này thì nhỏ xíu thôi, thì 270.000. Cũng có màu ba màu là màu đen, màu cẩm thạch và màu đỏ ruby. Đó, nhìn rất là dễ thương á. Xinh lắm. Dạ. Nằm lấy cái dạng. Ơi, anh cũng đang tư vấn cho cô những cái chuỗi vòng ngọc trai. Dạng trai đó em bán rất là được luôn. Dạ. Thế là cô chú rất là thích cái đó. Có nhiều cái bự đó nữa anh. Dạ. Nhiều cái to như vậy nữa nè. Vâng. Rồi thôi, lát mình sẽ giới thiệu tới cái món đó. Bây giờ giới thiệu những cái mặt thanh giá. Đây, cái, tiếp theo. Cái này là mẫu mặt thôi, nếu như mà cô chú mà muốn có thêm một cái sợi dây á, thì em có thể làm giống như vậy nè. Vâng. Em có thể ráp lên sẵn như vậy luôn. Vâng. Đó, ví dụ cô chú có thích đây là một số những cái mẫu có cái sẵn này đây. Cũng là dây bạc luôn. Vâng. Dạ, nó theo dây bạc luôn. Này các bạn này, mặt Phật này. Đó. Rồi mặt hình cây thánh giá này. Khá là nhiều. Rồi hình con rồng này. Thì lát bây giờ mình sẽ quay những cái mặt trước nhé. Rồi mình sẽ quay cái dây và đeo trực tiếp vào cổ sau nhé các bạn. Đây thưa cô bác anh chị, đây là một số những cái mặt cây thánh giá. Nhìn rất là dễ thương. Cái mặt này thì gọi là gì chị? Ý là cái chất liệu này gọi là gì thưa chị? Cũng bạc luôn anh. Bạc. Dạ, em đang giới thiệu đồ bạc đó. Đồ bạc và những bạc. Cái phần này gọi là gì ta? Hột đá baguette. Hột đá baguette. Cái này nó rất là sáng và sáng rất là bền luôn. Dạ. Này giá là 1.480.000 này. Những cái nhỏ hơn là có đây là Chúa Giêsu được treo trên cây thánh giá này. Cái này thì có giá 490.000. Bự hơn. Rồi có những cái bự hơn đây thì 450.000.
hoặc có những cái này là tượng chịu nạn đấy, nhỏ xíu luôn nhé các bạn. Rồi đây rất nhiều mẫu nha. Mẫu này là 330.000 này, 190.000 này. Cô bác coi thấy cái nào ưng thì có thể chụp hình lại, sau đó nhờ người nhà tới để mua nhé. Đây mẫu cây thánh giá này thì 570.000 này, 350.000. Rồi mẫu cây thánh giá trơn này là 500.000. Đây là tiệm đang báo cái mức giá là bán lẻ. Còn nếu mà cô chú mình mua về để bán sỉ đó, mua số lượng lớn thì sẽ có mức giá là tốt hơn. Đây. Cây thánh... sỉ thì kết bạn Zalo với em. Vâng. Dạ, rồi em sẽ cho cái giá sỉ. Dạ. Đây, ai thích những cái mặt cây thánh giá dễ thương hơn này, giá chưa tới 10 đô này. Đó, đó, cô bỏ tay con coi thử nào. Rồi, đây, ơi, dạ, đâu. Rồi, được con. Dạ. Đẹp. Cô định đeo trong cái dịp nào cô, hay đeo hàng ngày? Trời ơi, đi chùa, đi núi. À, đi chùa, đi núi. Bà Lai rồi. Đi chơi với đeo hả con? Mặc áo dài, áo bà Lai. Đó. Cô đang chọn một cái chuỗi... chuối đó là giả ngọc trai hay là ngọc trai thiệt? Cái đó là giả thôi anh. Giả ngọc trai. Hàng này là cô muốn nó dài hơn nên là em phải làm dài hơn cho cô. Dạ. Nên là hẹn cô là chiều hoặc chút xíu nhé lấy. Vâng. Dạ. Như vậy là mình có thể đặt theo cái nhu cầu, dạ, ví dụ như rồi, dài hơn hoặc ngắn hơn. Dạ. Nếu mà dài hơn đó là mình phải có thời gian để cho tiệm có cái sự chuẩn bị. Dạ. Đây là mình, thưa chị, mình vừa giới thiệu một số những cái mặt, cái này mặt thanh giả, thánh giá. Bây giờ tới những cái mặt kiểu khác đi ạ. Dạ. Nam mặt kiểu này đã ra. Bây giờ sẽ giới thiệu một loạt những các cái mặt nam kiểu để cô bác anh chị mình lựa. Thì sau đó lát xíu sẽ đeo thử cho cô bác cùng coi nhé. Đầu tiên là mình lựa những cái mặt trước, sau đó mình lựa dây. Ví dụ như đây là ai tuổi Tỵ này, có thể lựa cái mặt có hình con rắn, giá là 890.000. Đó. Hoặc là đây là hình con rồng này, 880.000. Hoặc là cái hình này này các bạn này. Hình này thì có mức giá là 1.260.000. Rồi đây mặt rồng này. Cái sản phẩm này thì có mức giá là 920.000. Rồi sản phẩm là 960.000 mặt tròn. Cái này cũng bằng bạc hết hả thưa chị? Đúng rồi anh, bằng bạc hết ạ. Bạc mà đây là ngậm ngọc ruby nhá. Nhìn nó ánh chiếu trông rất là đẹp. Hoặc là ai thích nam tính nữa này, mặt con sư tử này các bạn này, thì có mức giá là 720.000. Mình mua cái mặt này, sau đó mình mua cái dây riêng. Rất là nhiều mẫu. Cái này là thanh kiếm và lá chắn này. Rồi cái chữ đây là chữ Phúc này. Dạ. Chữ Phúc này thì có mức giá là 820.000. Đó, tất cả các sản phẩm ở đây đều có được đính giá. Những cái mẫu này là dành mặt dây chuyền dành cho nam nha các bạn. Đối với chị em phụ nữ thì có khá nhiều cái sự lựa chọn. Đây là cái sự lựa chọn này là cái túi tiền, mà lại tiền tiền này lại tiền đô la nha các bạn ơi. Yêu em chẳng phải vì tiền, yêu em vì sợi dây chuyền em đeo, mà em lại đeo cái túi tiền tiền đô la này nữa thì càng làm tăng giá trị này các bạn này. Cái này nhìn cũng rất là dễ thương. Nếu mà ai mà tâm linh hoặc phong thủy hay cúng hoa đồng tiền ấy, thì thôi đeo luôn cái hũ tiền này luôn này. Giá chỉ có 620.000 thôi. Cái này thì mình thấy nó là lạ này. Còn những mặt này thì có mức giá là 980.000. Đó, lung linh ánh chiếu nhìn rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn cô. Hoặc là cái mặt lớn hơn này các bạn này, 1.180.000. Tất cả các sản phẩm đây đều được ghi giá rất là rõ ràng. Và giá ghi là hai mặt nhé. Những cái giá ở đây các bạn là nó rất là chắc chắn, nó không có thể rơi rớt được. Rồi, có cả những cái mặt nhỏ, mặt lớn. Thì nếu có thời gian đó, là cô chú anh chị mình ghé đây để mình coi trực tiếp mẫu thì sẽ đẹp hơn. Phía trước, phía giữa này các bạn làm cái hột này. Rồi xung quanh là
kết đá này, rồi cái chất liệu là bạc hả chị? Dạ, nếu mà mình đeo nó có bị bạc màu hay nó phai màu? Nếu mà cái độ phai thì nó rất là lâu anh, có thể đeo được cả năm. Vâng. Nhưng mà khi mà anh đeo mà cũ thì anh có thể xi lại được. Vâng. Hiện tại thì em vẫn đang nhận xi đồ cũ. Thế nhưng mà cô chú mà muốn xi lại thì có thể mang tới cửa hàng của em. Xi lại thì mình phải trả tiền như thế nào thưa chị? Xi lại thì rẻ lắm anh. Ví dụ như là một món thì mặt dây chuyền mà mình xi lại thì khoảng 20-30 ngàn một món thôi. Mà nó sẽ mới y như lúc đầu mình mua vậy đó. Vâng. Giống như vàng đi, anh đeo thời gian cũng phải xi lại hoặc phải đánh bóng lại. Vâng. Thì cái này cũng vậy. Mình đeo nó cũ thì mình xi lại. Dạ. Vậy là bây giờ đây mình có nhận xi lại, có thợ xi lại và đây cái sản phẩm. Đây các bạn nhìn này. Ồ. 1.260.000. Thay vì bỏ ra cả tỷ bạc để mua một cái viên kim cương này các bạn, thì nếu mà mình muốn mình đeo trang sức để tô điểm cho cái vẻ đẹp của những cái bộ đồ mình mặc đó, thì cô bác có thể lựa những cái sản phẩm này. Giá thành thì rất là hợp lý nhá. Một cái bộ gồm có dây với lại mặt này chừng khoảng 2 hoặc 3 triệu đồng thôi. Nhiều mẫu rất là tinh xảo này. Không mẫu khác gì đồ thiệt nữa. Cái này là mẫu này là cái chiếc lá hay chiếc váy ta. Nhiều cái mẫu cách điệu này. Đây, nhìn này, cũng rất là dễ thương. Rất nhiều sự lựa chọn cho quý vị. Coi có lẽ cả ngày không hết ấy. Cái này bên tiệm chị phải đến hàng chục ngàn mẫu. Em chỉ có đưa ra một số thôi. Chứ còn nhiều lắm. Đây này, nguyên trong bị, trong bọc này, trời ơi. Nhiều lắm. Dạ. Đây, mấy cái mẫu dây này và mẫu mặt thì hồi nãy đã quay rồi. Bây giờ sẽ lấy cái mẫu thực tế ra ngoài nhé các bạn. Anh lấy rồi, hơi lát xíu để lấy tiếp. Thì sẽ giới thiệu với quý cô chú anh chị cái combo là gồm có là mặt Phật này, rồi mặt Thánh giá. Thì từng cái sản phẩm này đều có mức giá đã được đính sẵn kèm rồi. Ví dụ như sản phẩm này ấy, thì cái mặt Phật là giá 860.000. Sản phẩm này đó, mặt Phật là giá là 1.670.000. Còn mặt Phật Bà Quan Âm là 1.700.000. Thì ngoài ra sẽ còn có giá của cái cọng dây này cũng bằng bạc. Thì bây giờ mình sẽ nhờ em người mẫu dễ thương sẽ đeo thử một cái chuỗi vòng để quý cô chú anh chị chúng ta coi. Thì đây là một cái chuỗi vòng và mặt là đá ruby đỏ. Để em đeo thử cái. Rồi, cảm ơn em. Rồi, em coi dùm anh nguyên cái combo đó là nhiêu tiền em gái. Rồi, chị trong khi chờ đợi thì chị sẽ đeo cái cọng Thánh giá lớn nha. Cái này thì phù hợp cho cô chú nào mà hơi to con xíu. To con. Dạ. Em thì hơi nhỏ con nên đeo cho vâng. Thấy rồi. Rồi, ok. Em gái báo dùm anh cái bộ đấy là combo là nhiêu tiền? Dây là 1.140.000. Dạ. Còn cái mặt là 860. Vâng. Vậy là có ghi giá riêng 1.140.860, vậy là nhiêu ta? Là 2 triệu à? Là cỡ 2 triệu trắng. Dạ. Dạ, rồi. Còn cái bộ này chị? Bộ này thì cái mặt là 1.480.000. Dạ. Còn cái dây là 1.490.000. Và chưa tới 3 triệu. Dạ, nhưng mà nếu như mà cô chú nào mà coi kênh của anh Tính Dương á, mà tới đây mua thì em đặc biệt sẽ giảm cho là 10%. Dạ, trên cái tổng số tiền. Trên tổng hóa đơn. Dạ, tổng hóa đơn. Và ồ, vậy hay quá. Đây sẽ có đây còn những cái mặt khác thì cái dây này cũng các bạn cũng có khá là nhiều kiểu nhé. Cái này là dây nam nè anh và cái mặt này là nam đeo được mà nữ cũng đeo được luôn. Nó cũng hơi to á. Nếu mà nam đeo thì có vẻ nó nam đeo sẽ phù hợp hơn đúng không? Đúng rồi, nhất là những anh nào mà xăm chỗ này nọ gì đấy anh thích bự bự thì đấy ai thích mặt bự thì cũng có mà cả. Ai thích mặt nhỏ bây giờ mình sẽ lấy thử một cái mẫu khác nhé. Lấy cái khay này là mặt bự này. Đẹp. Nhiều người cũng thích mặt bự, dây bự. Thì đây em cũng có luôn. Cái này nhìn nó rất là giống thiệt luôn. Thôi chị đeo thử cái đó đi chị. Rất là giống thiệt luôn. Không khác gì thiệt hết. Nói chung là đồ thiệt nó cũng có mẫu này. Thì thường là khi mà đồ thiệt mà ra xong thì đồ bạc nó bắt đầu nó lên mẫu. Nên là mấy cái mẫu này là toàn bộ là từ đồ thiệt ra hết.
Vậy là làm nguyên mẫu từ đồ thiệt ra. Ô cái này, cái sợi kiểu này gọi là gì chị? À, dây này là dây bông mai. Dây bông mai. Rất là đẹp luôn. Vâng. Sắc sảo lắm luôn. Mặt là 1.340.000, còn dây là 3.400.000. Đẹp lắm à. Rất nhiều những cái sự lựa chọn cho quý vị. Tức là có đồ thiệt thì có đồ si. Nhưng mà nếu mà cái này mà đồ thiệt thì nó khoảng nhiêu tiền ta? Mắc lắm anh, nếu như đồ thiệt một cái tiền công thôi là cũng mắc hơn cái sợi dây này. Vâng. Tiền công của sợi dây này người ta cũng cũng lấy mắc hơn cái sợi dây này mua này. Vâng. Chưa kể đến là nhìn là đẹp bây quá. Giờ giá nó rất là cao. Vâng. Đây còn cái chuỗi tiếp theo này các bạn này. Cái này thì nó liền luôn nha anh, cái này là cái dây nó liền cái mặt luôn. Vâng. Đó. Đây nè. Đó. Nó không phải là rời mà nó liền luôn. Vâng. Dạ, như vậy. Wow, nhìn đẹp quá. Nó không có tách ra được nha. Dạ. Nó nằm trên cái sợi dây luôn. Dạ. Thợ nó hàn dính luôn nè. Bởi vậy nên là khi mình đeo á, người ta sẽ không bao giờ người ta phát hiện ra được là đồ này đồ giả. Vâng. Nó y như đồ thiệt, nó rất là sắc sảo luôn. Dạ. Và nhìn đẹp dễ thương á. Rất là đẹp. Dạ. Đi tiệc hay là đi đâu mà dự dạ hội này nọ. Vâng. Là đeo rất là sang luôn. À, nếu mà quý vị có cái ý định mình sắm vàng để mà giữ của ấy, thì ở Việt Nam ấy, cô bác cứ mua SGC, SGC 4.9 đó mà đóng trong cái bao ni lông đó. Còn nếu mà mình nhiều tiền rồi mình có chừng bạc tỷ đó, 5-7 tỷ thì mua những cái chuỗi thiệt, ví dụ như kim cương thiệt, rồi vàng trắng. Còn nếu mà ngân sách eo hẹp chừng có 2-3 triệu đồng thôi thì đây là những cái sản phẩm để quý cô chú anh chị lựa chọn. Mình đi tiệc mặc trang trí trên những cái bộ đầm. Có mấy cái dây này cho nam này. Đây, dây cho nam cũng có nhé. Các anh nam cũng có. Mặt nam á này. Và cộng dây nam luôn này. Wow. Cũng bự quá. To, rất là to luôn. Đẹp. Thôi, nhờ anh này đeo thử đây. Anh đeo thử xem giúp em nè. Đây nhờ mà anh nam đeo thử nhé. Được đó, chồng được luôn đó. Rất là đẹp. Nhìn luôn, sang xịn mịn chưa? Đeo cái này cái là thấy đẹp đeo luôn. Đeo vô cái là trời ơi thấy người luôn. Có của luôn á. Đó. Mà anh cứ đeo mấy cọng dây chuyền này mà về miền Tây trời ơi chắc là các em mới theo hoài á. Cảm ơn anh. Đây, tiếp theo mình sẽ nhờ chị giới thiệu một số những các cái mẫu nhẫn trang sức để các quý bà, quý cô lựa chọn. Hôm trước các bạn mình cũng có quay những các cái nhẫn kim cương, rồi những cái nhẫn vàng ở một số tiệm vàng. Ngày xưa người ta nói câu gì, có cái bài hát mà anh Trường Vũ anh ấy hát đây là anh nghèo nên chẳng nhẫn kim cương, tặng em theo sinh lễ tơ hồng, thì nay anh đan nhẫn cỏ. Nhưng mà bây giờ cái này nó chỉ mắc hơn nhẫn cỏ chút xíu thôi. Giá thì tất cả mình thấy là đều được niêm yết hết ở phía dưới. Ví dụ như bây giờ cái bự này này, đây này, cái mặt rất là bự này các bạn này, và giá chỉ có 940.000. Cái này nhẫn nữ hả chị? Dạ, chị đúng chị rồi. Mang thử vô tay hay bạn nào mang thử vô tay đi. Cái này nó hơi to nó hơi to thôi đại loại đó. Dạ. Đấy nhưng mà các bạn em nhìn thì này. Em đeo nhỏ nhỏ mà em đeo cũng là đồ bạc luôn đó nha. Và chứ không phải là đó là các bạn đâu. Nhìn ấy, lên tay thì nó rất dễ thương. Rồi chị đeo thử những cái mẫu khác. Những cái nhỏ nhỏ đi ha, nhỏ nhỏ giống như tay em mà mấy cái dạng này nè. Cũng dễ thương lắm nè, mà giá nó cũng rẻ lắm. Vâng. 300 mấy, rồi 200 mấy. Đó, khoảng hơn 300 ngàn là các bạn cũng có thể mua được. Nhỏ như tay em thì nhỏ nhỏ. 200 mấy chục ngàn cũng mua được. Các bạn tin rồi các quý cô cũng có thể mua những cái này mình đeo. Thích bự thì đeo mấy cái này. Vâng. Hoành tráng luôn. Ồ. Có rất nhiều chị mà thích bự, ưa thiệt bự, giống cô Phương Hằng á. Đeo mấy cái bự bự vậy. Rất là đẹp luôn. Đây các bạn nhìn này, nhẫn này là tới 2 tầng hay 3 tầng ta? Hai lớp ạ. Hai lớp nhé. Dạ. Đó, ánh chiếu lên nhìn rất là đẹp luôn nè. Cái này tới 3 lớp luôn nè. Wow. Cái này có thể em đeo vừa á, tại vì cái size nó nhỏ. Vâng. Em đeo hẳn vô cha coi luôn. Nhưng mà thưa chị, nếu mà thích cái mẫu đó mà nó không có, nó không, chưa có cái size ấy, dạ. thì em bên trong em còn em còn nhiều lắm, tại em đưa cho coi mẫu thôi chứ nếu như mà cô chú mà thích mẫu này mà size lớn em cũng có. Như vậy là mọi ni tay đều có đều đúng có không? Có ni tay nhìn luôn. Dễ thương quá. Đây cô chú anh chị nhìn này,
có rất là nhiều mẫu và có đủ các cái ni tay, người lớn người bé là có đủ cả, giá là được niêm yết nhé, 1.180.000. Có vuông nữa nè, rồi có mấy cái mẫu vuông và đẹp chưa, vuông này thiệt luôn, nhìn đẹp quá. Yeah. Cái này rẻ nhất là cũng 200 mấy 300 mấy đều có nhé, và đây là cái mức giá này là giá bán lẻ. Tuy nhiên thì chị Vân có nói là nếu khán giả mà mua qua cái sự giới thiệu của video clip này thì sẽ được giảm giá là 10% trên tổng hóa đơn. Thì đây là một cái cơ hội. Wow, có áp dụng thời gian là bao lâu dạ, không chị Vân? Dạ không anh. À và vậy là cứ, qua đây ưu ái xem kênh của anh Tấn Dương mà qua đây mua là em đều giảm 10% hết. À dạ, dạ rồi. Dạ. À, cảm ơn chị Vân. Để bây giờ mình sẽ giới thiệu những cái mẫu khác. Chị ơi, bây giờ cái nhẫn này á, nó có lắc với lại có vòng nữa anh. Bây giờ chị giới thiệu cái combo đi. Ví dụ như là hình như là các cô cứ thích là gì, mặt này, nhẫn rồi lắc rồi dây gì đó. Thì em cũng cũng có nguyên một set cũng có hoặc là có lẻ cũng có luôn. Hay thôi bây giờ mình giới thiệu cái lẻ trước đi. Đây là em đưa cho anh những cái có nhẫn nè, có bông nè anh. Đó. Rồi có vòng. Thì muốn mua bộ thì em ráp bộ cho luôn. Ai muốn mua rời cũng có mà mình muốn ráp theo bộ thì chị cũng sẽ tư vấn các cái kiểu cho nó phù hợp với nhu cầu của mình. Các sản phẩm này các bạn thấy là đều có đính giá hết nhá. Em gái đeo thử cái này đi. Này hàng mới nè. Mẫu mới nè. Rất là đẹp luôn. Đây để em gái đeo thử cái này này. Rồi nhìn dễ thương chưa? Vậy kẻ là full xoàn. Gọi là gì em? Cái này là hàng bạc á, à, nó làm full cái full hột. Full hột. Hột luôn. Còn những cái loại này thì nó lại không có hột nhưng mà nó dạng móc máy. Nó giống bạch kim á anh. Hàng bạch kim nó cũng móc máy như vậy thôi. Mà cái hàng này đang bán rất là được luôn. Này với cái bi này nè, em đang bán rất là chạy luôn. Khách bán sỉ á, người ta cũng đặt số lượng cũng nhiều lắm. Cái này không mặt, có hột, nó chạm máy thôi. Nhìn rất là tinh xảo nha các bạn. Y như thiệt luôn. Cái kiểu này cũng dễ thương này. Cái này nó đơn giản. Tay nhỏ nhỏ thì có thể đeo mấy cái nhỏ nhỏ như vậy. Đây, ai giống như tay em á thì đeo được mấy cái nhỏ nhỏ như vậy rất là đẹp. Cái chuỗi nhỏ này để em coi nhiêu tiền. 960.000 thôi các bạn ơi. 980. 980.000 nhé. Này mà được giảm 10% thì đâu đó là còn khoảng 900.000. Đây em nè. Sàn. Đi một đường sàn luôn. Ý như thiệt luôn. Nhìn đẹp quá. Để ở trong này đã thấy đẹp rồi nhá các bạn, nhưng mà nếu mà chúng ta đeo lên tay đó thì nhìn trông còn đẹp hơn nữa. Đây. Đẹp lắm. Wow, nhìn mà em còn nhiều lắm á. Tại cái này em chỉ quay cho cô chú coi sơ thôi. Em cũng có vòng nữa nè anh. Nãy anh kêu là muốn thôi. Rồi, cảm ơn em. Thưa các bạn, đây là cái set bộ này thì có giá là 2.440.000. Thì gồm có là một chiếc vòng, vòng hoa mai này. Rồi có một đôi bông tai này. Đó, bông tai đây. Đó. Rồi có một cái mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền này cũng là mặt dây chuyền hoa mai. Ở giữa thì có một hột đá và xung quanh có 2, 4, 6 hột. Và đây một cái nhẫn nữa này các bạn này. Đó, một cái set này. Nếu mà mình muốn mua để làm đồ trang sức đó, thì mình có thể tham khảo. Nguyên một set bộ này các bạn là chưa tới là 100 đô, là 2.440.000. Đây là một cái combo để mình có thể tham khảo. Rồi tiếp theo đây các bạn, những cái set tiếp theo đây thì sẽ giới thiệu tiếp. Một cái set này thì có mức giá là 6.580.000. Thì có một cái vòng này, rồi cái mặt này. Mặt thì cũng rất là bự, nhìn nó tương xứng với nhau nha các bạn. Nè. Đó. Rồi cái này là bông tai này các bạn này.
Đó. Nhẫn nè. Dạ. Rồi bông tai. Bông tai. Nhẫn. Đây. Nguyên set. Một đôi bông tai. Rồi một cái chiếc nhẫn này các bạn nhìn này. Rất là đẹp. Lung linh, long lanh, ánh chiếu này. Nhìn mê quá. Rồi các cái set nhỏ hơn, ví dụ như 1.940.000, 2.4 triệu, 3.4 triệu, 3.6 triệu. Cái này thì vòng rời anh. Rồi. Cái này là vòng vòng không. Rồi có những cái vòng rời này. Vòng vòng lẻ đó. Về. Đây có cái khóa bên hông này để mình đeo vô tay. Nhiều mẫu vòng lẻ đẹp lắm. Về. Đảm bảo là các quý cô chú anh chị mình mê trang sức đó mà mình chưa có đủ tiền sắm. Như hôm trước mình có quay thì một chị chủ tiệm vàng, chị nói cái hột xoàn của chị là có 300.000 đô thôi. 300.000 đô mà bằng giá trị nguyên cả một cái tòa nhà. Nhưng bây giờ tới đây 3 triệu các bạn cũng có thể có được cái những sản phẩm tương tự như thế. Nhưng mà nó là hàng si nhé, không phải là đồ thiệt. Rồi, đây. Vòng này thì có mức giá là 5.980.000. Đây là giá bán lẻ. Cô bác anh chị có thể mua sỉ thì sạp Thủy cũng cung cấp sỉ cho rất là nhiều nơi. Và nếu mà cô bác mua lẻ qua kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay thì sẽ được giảm giá là 10%. Cái này cũng dễ thương này, em đeo thử cái này đi. Nhỏ nhỏ mảnh mảnh. Ai có người yêu, có bạn gái cứ dẫn tới đây nhé. Đảm bảo là tới đây là kiểu gì cũng sẽ chọn được những các cái mẫu ưng ý này. Đó. Cái này là ba cạnh luôn đúng không? Đó. Nhìn rất là dễ thương. Đó, sản phẩm này có mức giá là 3.250.000. Dạ. Đây những cái vòng khác rẻ hơn. Sàn luôn. Vâng. Này thì chỉ có 1.000.000 thôi. 1.640.000 hoặc triệu. Dạng này. Dạ. Hột. Viền hột. Về. Đây. Rồi rồi. Quá trời hoành tráng luôn. Nhìn rất là hoành tráng lệ nhé. Dạ. Đây các bạn nhìn rất rất nhiều tầng tầng lớp lớp. Đây để mình sẽ quay một lượt cho cô chú anh chị chúng ta coi, và chị chưa có bày lên hết nhá. Nhưng mà cũng tới đây thì tới của chị có tới 1.000 mặt hàng hay hơn chị? Nhiều lắm anh ơi. Không thể nào mà. Tại vì em cũng bán lâu năm lắm rồi. Dạ. Từ cái thời của mẹ em tới giờ là cũng mấy chục năm rồi. Vậy. Nên là hàng em nhiều lắm. Ê, quý cô chú anh chị nhìn thấy ở xung quanh là chị trưng tầng tầng lớp lớp. Mình cứ quay để cô bác anh chị nắm được toàn cảnh. Mấy cái này đi làm xui á anh. Dạ. Đó, đi tiệc thì có thể xài những cái bộ như vậy. Vâng. Dạ. À, một bộ đó chị lấy thử ngẫu nhiên một bộ xem là khoảng nhiêu tiền vậy? Vâng. Đây nếu mà quý cô bác anh chị chuẩn bị cưới cho con đó, mình thay vì đến chợ An Đông mình may áo dài đó, mình có thể lựa thêm những các cái chuỗi vòng này, nguyên cái set bộ này mình đeo, thì ở đây mình thấy là có đôi bông tai này và một cái dây chuyền. Dây chuyền hình bông lúa. Đẹp đó. Sản phẩm này thì giá cũng rẻ lắm các bạn, có 1.560.000 thôi. Rồi tiếp theo này, cái này là 1.460.000. Thì cũng có một đôi bông tai và một cái cọng dây. Này, em có mấy cái bộ mỏng mỏng này, đơn giản này. À. Thì giá nó rẻ hơn. Rồi, giá mềm hơn. Nhưng là 940.000. Xì nó rất là đẹp anh, hàng cao cấp của công ty. Dạ. Chứ không phải là hàng này. Đây, bạn ấy sẽ đeo thử nhé. Bạn này thì chưa đến tuổi ngồi xui ra đâu. Nhưng mà bạn ấy đeo thử làm mẫu cho chúng ta coi. Đó, thì có một đôi bông tai này. Rồi, cái này nếu như mà trong ngày cưới đó, quý cô, quý bà mà mặc áo dài màu đỏ hoặc là màu cam, màu vàng đó, đeo những cái chuỗi này lên thì nó sẽ rất là nổi nhé. Mà giá thì không có bao nhiêu tiền cả. Thay vì người ta cứ đeo những các cái anh lấy cái này, những các cái vòng vàng hay những cái kiềng á, thì ở đây là những cái này ví dụ như cô dâu hay đeo này, nhưng mà mình có thể lựa những cái mẫu này trông nó trẻ trung hơn. Trẻ trung hơn, dạ. Trẻ trung mà giá nó không có mắc.
Còn nếu mà ai không thích thì đây cũng có luôn cái bộ, cái này gọi là vòng kiềng gì rồng anh. Dạ, bộ kiềng rồng. Bộ kiềng rồng cho cô dâu trong ngày cưới. Nhiều khi mình nhìn ở bên ngoài mình tưởng là nó nặng, nhìn đúng rồi, nhưng mà thực tế thì nó rất là nhẹ nhé. Đeo gãy cổ luôn, mà giá rất là rẻ. Rồi, cảm ơn em. Đây, để coi những cái mẫu cái khác này. Đây, làm xui thì mình đeo mấy cái này cũng được. Dạ. Dạ, hộp bẹt nè, đơn giản cũng có. Rồi, có rất là nhiều sự lựa chọn cho các quý cô chú nhé. Dạ, nhiều lắm anh. Dạ. Quá trời mẫu luôn. Thưa chị, bây giờ thì em thấy có vẻ như cái xu hướng là nhiều người thích mặc áo dài trong những các cái lễ hội này, hoặc là bây giờ người ta mặc áo dài để chụp hình. Anh này nghe nó giọng giống Tuấn Dương. Dạ đúng rồi, chào cô ạ. Và ở bên Mỹ nó hay nghe cái tiếng. Dạ chào cô và chúc cô sức khỏe. Dạ. Nhiều người hay mua những cái bộ áo dài để mặc trong những các cái sự kiện quan trọng đó. Thì chị giới thiệu dùm em những các cái chuỗi mà ngọc trai hoặc là gì giả ngọc trai gì đó. Đây em có mấy cái chuỗi ngọc trai mà 2 tầng, 3 tầng này nè. Đây mình sẽ quay một lượt cho cô chú anh chị chúng ta coi nhé. Dạ. Đó, cái loại 2 tầng. Đây là bộ 2 tầng này. Dạ. Đây, có loại 3 tầng nữa. Rồi có bộ 3 tầng. 3 tầng là nhiều nhất hay sao thưa chị? Đúng rồi anh, nhưng mà nếu như mà khách mà có nhu cầu muốn dài hơn, nhiều hơn thì em làm thôi. Vâng. Dạ. Đây em có sợ được gia công được. Là tiệm sẽ gia công theo cái yêu cầu của quý khách nhé. Còn đây các bạn nhìn này, đeo một cái dây này là hàng chục cái lớp vào sâu tút tận bên trong. Hai tầng, ba tầng. Đây sẽ giới thiệu lần lượt cho cô chú anh chị chúng ta coi này. Sản phẩm thì đều có cái chữ là Thủy Jewelry. Đó. Sản phẩm này có mức giá là 690.000 thôi. Này là ba tầng nhé. Ba tầng. Có hai màu. Cái này màu kem kem, còn cái này màu trắng. Và màu trắng, trắng ngọc trai. Còn cái này 2 tầng thì nó có 3 màu. 2 tầng cũng vậy. 2 tầng thì giá rẻ hơn là 460.000. Ủa sao nó có thêm cái màu gì đậm này nữa thưa chị Thủy? Màu nâu nâu quá anh ạ. Rất là nhiều người thích cái màu này á, nên là em cũng lên cái màu này. Các bà có thể mặc đeo để đi chùa, mình nghĩ cũng hợp lý nhá. Rồi đây. Cái dạng này nữa. Cái dạng này nữa các bạn có một cái bông hoa. Rồi giữa. Ở giữa vòng thì có hai tầng. Kết hình cái nơ nhìn trông cũng khá là dễ thương. Cái này để em cho bé đeo thử ha. Vâng. Dạ, cái này đeo rất là đẹp luôn. Đây, bạn gái này sẽ đeo thử nhé. Cái đó mình có thể chỉnh cái bông cho nó lên được đúng không chị? Được, anh, cái này mình có thể gỡ ra được nè. Dạ. Để em gỡ ra cho coi thử nha. Gỡ ra như vậy. Vâng. Mình rồi. Bây giờ muốn tới đâu thì mình gài vô tới đó thôi anh. Ví dụ muốn ngắn thì gài ngắn, muốn dài thì dài lên. Như vậy là các bạn ơi, nếu mà tùy theo cái bộ trang phục của mình là cổ tròn, cổ thuyền, cổ tim thì cái bông đấy nó có một cái khóa. Do bạn ấy mặc cái áo nó hơi sáng màu, nếu bạn mặc áo màu tối nó sẽ nổi hẳn lên. Rồi, nhìn rất là dễ thương này. Cái này thì dây chiếc. Dây xiết. Và này là dây đôi. Vâng, dây đôi. Cái đó là có phải ngọc trai hay là gì chị? Không, cái này hạt bẹt Nhật thôi. Hạt bẹt của Nhật. Của Nhật. Nó có bị bạc màu hay gì? Nó không có bị chóc á anh, nó không bị chóc. Còn cái hàng mà bẹt thường là nó sẽ bị chóc. Dạ. Loại này thì nó là lại tốt, nó không có chóc. Vâng. Nhưng mà không trong có bị quá trình chóc. Xài á thì nó có thể bị chày hoặc là thế này thế kia thôi, nhưng mà nó không có chóc ra. Vâng. Đây, cái này là một cái khóa này các bạn này, để mình điều chỉnh cái độ dài. Đây, mỗi một này em có hạt trai nữa đây. Vâng. Ví dụ nhiều cô chú mà thích trai thì là cái này là hạt trai nha. Vâng. Trai nuôi. Trai nuôi. Dạ, trai nhân tạo đó. Gọi là trai nuôi. 500 mấy một sợi thôi. Gồm có cả 530. Mặt này và đấy này là 530.000 cho một sản phẩm. Mà nó có nhiều mặt. Cái này thì có nhiều mặt khác nhau nhé các bạn. Có những mặt thì màu nâu này, màu vàng này. Nhiều. Trong trường hợp mà nếu mình muốn dài, muốn ngắn á, thì tiệm cũng sẽ có hỗ trợ. Dạ đúng rồi. Để
gia công. Gia công. Dạ. Đây những cái bộ này. Cái này là... nó lạ lắm nha anh. Cái này nó có cái hột sàn nó đính vô trong cái hạt bệt luôn. Cái này nó rất là đẹp á. Mà nó lại không có bị đụng hàng đâu. Dạ. Hàng này, mới này. Hàng này mẫu mới á, em về em thấy rất là đẹp luôn. Dạ. Dạ. Nó có màu hồng, màu đỏ. Ồ, có cả màu đỏ luôn. Nó lạ này, lắm. Khá là lạ nha các nó bạn. Nó rất là công phu á, người ta phải thục cái lỗ ở giữa cái hột xong người ta mới đánh cái hột sàn vô. Ồ. Dạ. Nên là nó rất là đẹp. Và đây các bạn này à, có là D là dài à chị? D là dây là 720, T là tay là 320, tay à, bông, đây là dây, tay và bông. Có nghĩa là cái này á, hai cái này là mình đeo vào tay nhá. Đó rồi à, cái này là vòng là mình đeo vào tay. Và cái đây là vòng cổ. Thì có chú thích ở đây, nguyên cái combo này là 1.120.000, gồm có là dây 720, tay là 320 và bông là 80. Đó. Màu đỏ đẹp chưa này? Rất là nhiều màu lạ nha. Màu đỏ. Cái bộ này thì nó nhỏ hơn bộ này. Và giá nó sẽ rẻ hơn. Bộ này thì 1.070.000. 1.070. Dạ. Nó còn cái bộ nhỏ hơn. À còn bộ nhỏ nữa cho các bạn tin tin này. Hơn xíu. Vậy. Nó cũng có hai màu thôi. Dạ. Đây mình sẽ coi giá cho cô chú anh chị coi. 1.110.000 nhé. Dạ. Em có cái loại này nhưng mà nó không có hộp. Nó trơn thôi. Trơn giống như hồi nãy cô kia cô đeo á. Vậy. Này. Đây. Nó trơn thì giá nó rẻ hơn. À, một số nơi các bạn thì mình cũng không tiện nói nhưng mà người ta không có để giá thì quý vị tới người ta sẽ nhìn theo cái nét mặt mà quý vị thích. Ví dụ như khi mình đeo thử, mình soi gương, mình thấy đẹp thì ta sẽ nhìn mặt nói giá. Nếu như mà Việt Kiều thì nói một giá mà Việt Nam thì nói giá khác. Ví dụ như cái bộ này thì chỉ có giá là 440.000 này. Mà nếu mà quý vị mua ở đây được giảm 10% đó. Qua kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay thì còn có 400.000 là được hai món. Món thứ nhất. Ủa, cái này là cái em chưa gắn. À cái này chưa gắn. Vâng. Đây để mình coi lại. Vậy là cũng là 440.000 là 3 món. Giảm 10% thì còn 400.000 thì gồm có bông tai này, rồi đeo tay, đeo cổ. Vậy rất là rẻ nhá. Mà cái này thì rẻ hơn nữa nè. Cái này chỉ có 380 thôi. Rồi, 380.000. Nó nhỏ hơn. Vâng. Thì cái này tùy theo kích cỡ cái hột mà càng bự á, thì nó càng mắc tiền và hột nhỏ thì nó sẽ nhẹ tiền hơn. Ví dụ như bộ ở đây này 440.000 này, dây, tai, bông. Và cái này thì dây có hai kiểu hoặc là có ba kiểu đi. Một cái kiểu là dây từ nhỏ cho tới lớn. Còn một cái kiểu nữa là đều nhau, gọi là từ A đến Z là hột nào cũng giống nhau. Còn có cái thì xen kẽ. Cái này thì cũng tùy theo cái sở thích, tùy theo nhu cầu của quý vị mà mình chọn những mẫu ưng ý. Trong khi tiệm chuẩn bị thì mình sẽ lia qua rất là nhiều những các cái mẫu dây đang có bán nhé các bạn. Để cho quý cô chú anh chị chúng ta cùng tham khảo này. Những cái chuỗi nhỏ nhỏ này. Rồi bên đây nữa này các bạn này. Các cái mẫu dây đeo cổ, rồi vòng tay, trang sức cho các cái bạn tuổi teen. Nhìn rất là đẹp, dễ thương. Rồi có cả đồng hồ kiểu nữa, quá trời luôn. Lát xíu có thể mình sẽ giới thiệu một vài cái mẫu mặt đồng hồ trang sức cho quý vị coi. Đó, rồi các cái loại kẹp tóc. Có. Ý là cứ để đi. Kẹp tóc pha lê này. Chà. Cái này hình con bướm này. Đây, lấy thử các bạn coi nhé. Con bướm xinh, con bướm đa tình này. Cái gì, cái đồ bấm tí nữa. Giá có 700.000 thôi. Rồi, coi cái mẫu nào lạ. Kẹp bự này. Vâng. Bự này. Đây. Cái này mình đi tiệc các thứ các cô có thể kẹp vô này. Nhìn rất là đẹp. Cái này các bạn là người ta làm trên cái chất liệu da và đính hột vô. Nhìn nó ánh chiếu. Trông rất là đẹp, rất dễ thương. Nè. Cái này có mức giá là 1
40.000. Trang phục, trang sức, trang điểm, nói chung là tới đây là các chị em phụ nữ đảm bảo là mê mệt luôn. Chọn không biết đến lúc nào mà chỉ sợ là không có thời gian thôi. Nè cô chú anh chị nhìn này, long lanh lung linh ánh chiếu, tầng tầng lớp lớp, hạt lớn hạt nhỏ, đủ các màu luôn, đỏ, da cam, vàng, lục lam, tràm tím. Sản phẩm này có mức giá là 1.200.000. Và cô bác mua qua sự giới thiệu của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay thì được giảm 10% nhé. Quá trời mẫu đẹp luôn này. Đủ các màu sắc. Với một cái mái tóc đen của người phụ nữ Việt Nam đó, chỉ kẹp trang điểm thêm một cái kẹp tóc này nữa thì cũng làm đủ làm bạn nổi bật hơn so với những người xung quanh, nhất là những bạn tóc dài. Nè, cô bác nhìn này. Cái mẫu này là cho những người, mấy cô mà tóc mỏng. Những người tóc mỏng, tóc ít thì cũng có luôn nhé. Rất nhiều sự lựa chọn. Tóc dài có, tóc ngắn có, tóc dày, tóc mỏng đều có cả. Hình chiếc lá này, rồi hình những cái bông hoa đối xứng nhau. Tất cả các sản phẩm này đều có được đính giá nhé. 550.000. Rồi các bạn nhìn này, trong này còn rất nhiều là mình cũng chưa có cái điều kiện để mình quay hết. Cô bác nên dành thời gian để ghé trực tiếp cửa hàng để mình coi những cái sản phẩm nào mình ưng ý. Nhìn mê chết luôn ha. Tiếp theo đây các bạn là một số những cái mẫu dây mà nó dài hơn một chút. Cái này mà mặc đầm mặc đồ là đeo rất là đẹp luôn. Dạ. Mà cái hàng này của em là hàng cao cấp á. Dạ. Đẹp. Đây, ví dụ như cái này là dây này có hai của đây là hai cái dây không, hay không, là nó là một dây dài như vậy nè. Tại em sẽ quấn lên để em đây. Cái này anh có thể trồng vô. Choàng vô này. Mà hợp với lại giống như mình mặc áo dài hoặc là mặc đầm mặc váy gì đó. Vâng. Đẹp. Dạ. Để bé này nó đeo thì dễ nhìn hơn này. Về. Những cái bộ dây dài đẹp lắm. Về. Xuất sắc luôn. Dạ. Hàng này là em mới về luôn á. Về. Dạ. Đây mới bạn về đây. Sẽ mang thử cho chúng ta coi nhé. Dễ lắm, mình cứ trồng vô. Rồi nhìn rất là đẹp. Đó. Ồ. Đó. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Em có mấy cái dạng rút này nè. Đây. Rút nghĩa là sao chị? Mình đeo tới đâu á, cái mình muốn ngắn thì mình kéo lên, đây đeo cho. Ví dụ như là cô chú mà muốn nó dài lên thì mình có thể rút lên được. Rút lên nhưng mà nó có cái gì để nó giữ lại chứ? Vậy em phải rút lại này nè. Đây, những cái mẫu này các bạn nhìn này. Cái này rút đây có những cái mẫu rút này. Đây cái hình ngôi sao này trông cũng rất là dễ thương. Mình biết tới sạp của chị Vân đó là trước đây có một bạn là Julie Ngô, bạn là chủ tiệm nail ở bên Mỹ, thì bạn có nhờ mình đi kiếm, và trong một số lần tìm kiếm thì mình đã tìm được giới thiệu tới sạp của chị. Thì trước đây chị Julie Ngô cũng có lấy một số những cái sản phẩm này và bán tại cửa hàng nail của mình cho những cái khách tới làm móng tay, móng chân, đặc biệt là khách ngoại quốc đó, họ rất là thích những các cái mẫu đơn giản. Đây là một cái mẫu cũng khá đơn giản này, có cái hình ngôi sao này. Cái này rút được đó anh. Và nè. Rút này. Nè, ví dụ em muốn dài thì em kéo xuống. Đó. Rồi ở dưới thì nó lên. Lại và ở dưới thì có hai cái hạt chai. Hạt ngọc chai nhìn rất là dễ thương nhé. Cái dây này cũng là dây rút luôn nè. Cái dây mà em gái đang đeo là nhiêu tiền em giúp anh cái. Đây, 420 anh. 420.000. Dạ. Vậy cũng không hề mắc nha các bạn. Đây, này. Cái này cũng đẹp. Đây, một cái khác nữa này. Hột đá baguette. Đá baguette. Dạ. Cái hàng này em không có nhiều. Dạ. Dạ, số lượng không nhiều. Một mẫu thì chỉ có khoảng là 5-6 sợi hoặc là 2-3 sợi thôi. Chứ dạ. Không có về số lượng nhiều. Đây, phía trước là một cái bông hoa mai năm cánh. Rút lên được nè. Mình có thể rút cao lên.
hoặc là có thể đeo sát xuống. Tùy theo cái trang phục mà quý vị mặc, hoặc là tùy theo cái size người, cái form người, cổ lớn, cổ nhỏ đó, hoặc là cái áo mình mặc để mình sẽ điều chỉnh được cái độ dài. Cái này á, là đeo là hợp lý, dạ. Mặc mà mặc áo dài hoặc này kia là đeo là như hợp vậy lý. Là nếu mà khi mình mặc áo dài đó các bạn là nó sẽ có là cổ tim, cổ thuyền, cổ truyền thống thì cô đeo chú anh chị đeo cũng được có hết. Thể tham khảo. Và đây cái tiệc mình đeo cũng được. Đây là do các chị mặc áo kiểu chứ không phải là mặc đúng cái trang phục truyền thống. Trơn thì dễ thấy hơn. Nhiều mẫu lắm. Đây nhiều này, những cái mẫu trẻ trung này, hình ngôi sao. Vậy làm đây tha hồ đeo đồ đẹp á. Trời ơi. Đi đâu là lấy đeo. Đi đâu mượn một cái đeo. Là em cũng có mấy cái dạng này nữa nè, nó ngắn ngắn mà nó modern á. À cái kiểu này. Đây. Đúng rồi, dạng em thấy cũng nhiều người hay đeo cái nó modern. Cũng hơi cầu kỳ một chút. Dạng là hơi modern xíu đó, em đeo cho bé nó đeo. Đây hình như là mình coi cái hình này mình đã thấy ở đâu rồi á. Đó. Người mẫu hay là diễn viên đúng mà rồi, đeo là rất là đẹp. Trên sàn catwalk đấy họ hay đeo cái này. Dạ đúng rồi đó. Nhiều mẫu lắm. Bộ đó là nhiêu tiền đó thưa chị? Bộ này là 1.220.000. 1.220.000. Dạ. Đây các bạn nhìn này. Rất đẹp là đẹp nhá. Đó. Trông rất là style á. Em có cái dạng này nữa. Lại còn một kiểu khác này. Nó cũng dạng như vậy nhưng mà nó sẽ này thì chỉ có 940 thôi. Vâng. Dạ. Nhưng mà hàng này là chất lượng nha anh, chứ không phải là hàng thường đâu. Hàng này là nhìn là biết là cái hột với cái cách làm của nó rất là tinh tế mà đẹp sang. Đó. Nhìn là biết hàng xịn sò rồi chứ không có giống hàng dởm. Nên là cô chú nào mà sành điệu á, mà modern á thì xài cái này nhìn rất là sang luôn. Mình có nhiều cái lựa chọn đó. Bộ đồ đó thì mỗi bộ đồ có thể sẽ phù hợp với một cái chuỗi dây đeo khác nhau nha các bạn. Nó cũng rất là sang luôn. Đó, những bạn trai nào mà nguồn tài chính còn eo hẹp, còn đang là công nhân khu công nghiệp thì có thể tới đây mua được nhé. Mua tặng bạn gái, mua tặng người yêu được. Còn khi nào mà giàu thành ông chủ thì cứ tới các tiệm kim cương hột xoàn mình sắm. Nè, anh thấy nó đẹp chưa? Dạ. Rất là đẹp luôn. Đây. Đây, đẹp cái chưa? Mặt là hình bông hồng này các có bạn màu này. Trắng với màu đen luôn. Vâng. Mà giá nó chỉ có 460 thôi. 460.000. Còn được giảm nữa. Vâng. Dạ. Wow, đẹp chưa? Quá. Mà xuất sắc luôn. Vâng. Dạ, nhiều lắm. Đây, lại một cái chuỗi khác. Ôi, cái này đẹp lắm luôn á. Cái này nhìn cũng lạ này. Hay cái này đó nam hay nữ ta? Cái này nữ ăn thì dạng modern á. Dạng modern mấy cô nào mà modern. Ai mà cá tính mạnh mẽ đó thì là đeo cái này. Mà cái hàng này không có đụng hàng nha. Vâng. Dạ. Đây ở dưới là nó bự hơn này các bạn này. Ồ, cái này nhìn trông cũng rất là tinh xảo mà hay á. Dạ. Vậy là nó, người ta làm nó nổi lên. Nó như một cái lồng. Hay lắm. Vâng. Mà đeo nó lại lạ lạ, nó đẹp. Dạ. Rồi, đơn giản. Có cái dạng bông như vậy. À, có cái dạng bông này. Ờ, cũng đẹp à. Đeo có thể đeo một bên nè. Vâng. Hoặc là đeo ở giữa, nhưng mà thường em thấy là giới trẻ bây giờ nó đang đeo dạng bên hông như vậy. Cái hồng đấy có nhiều màu không thưa chị? Màu trắng với màu đen thôi. Em chỉ có hai màu trắng bông với đen. Bông hồng trắng, bông hồng màu đen. Có màu hồng. Em coi thử giúp anh nè. Cái đấy mình mặc đồ đó các bạn, mình có thể phối với những cái bộ đồ mình đang có. Cho anh coi. Nhìn rất là đơn giản. Sản phẩm này các bạn ơi, chỉ có mức giá là 130.000. Một bông hồng. Nó có mấy cái dây Hàn Quốc á. Vâng. Em có mấy cái dây mà mẫu dây Hàn Quốc mà. Rồi. Gọi là đeo qua trẻ Citin, trẻ Trung á, đơn giản. Do tiệm thì không có giới thiệu bằng tiếng Anh, nhưng nếu mà tiệm giới thiệu bằng tiếng Anh thì chắc là khách nước ngoài họ sẽ tìm tới đây. Em có cái dạng này nè. Là hàng nhập luôn. Vâng. Đây, rất là đẹp luôn. Sao cái này mình chưa trưng ra ha, hàng mới về chưa trưng ra nè. Đẹp quá trời đẹp luôn nè. Ướm thị. Đây này, nhìn rất là quý phái. Cái này là hàng nhập. Dạ. Dạ, hàng nhập nên là nó nhìn nó xịn sò. Nhìn nó sắc sảo hơn. Nó có hai màu anh, nó có màu trắng với lại màu vàng. Màu trắng và màu vàng. Đây cho em coi thử. Đây các bạn nhìn này, màu cái này là màu vàng này.
Đấy, mức giá này chưa tới 100 đô la nhé, 2.300.000. Này, sao nó cái này nữa này. Và lạ chưa? Đó, rất là nhiều mẫu lạ. Lạ ha. Về. Mà đợt này em cũng mới về luôn. Về. Mới về đây được mấy ngày thôi. Dạ. Dạ, mà đẹp. Đó, nó cũng phẩm. Có hai màu luôn. Về. Cái màu vàng với lại màu trắng. À, đối với những các cô bác mà mình muốn mua xỉ hoặc là mình cảm thấy mình Tuấn Dương giới thiệu chưa hết á, thì Tuấn Dương có để số Zalo của tiệm. Mình kết bạn với số Zalo thì sau đó mình sẽ vào mình cập nhật, thì có rất là nhiều mẫu mới thường xuyên update để quý vị tham khảo. Và đặc biệt là quý cô chú anh chị mình bán sỉ đó thì cũng liên lạc với chị Thủy để có cái mức giá tốt hơn. Đẹp quá đẹp. Còn riêng khán giả mua lẻ trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay thì mình sẽ được giảm giá 10% trên tổng hóa đơn. Đó, rất là nhiều mẫu. Các bạn nhìn ở phía dưới là còn rất là nhiều những các cái mẫu bông tai nhé. Và bây giờ sẽ giới thiệu một cái kiểu bông tai khác là bông tai của Hàn Quốc. Đây, rất tại vì cái nhiều này mẫu. Em chủ yếu là bánh sỉ á. Vâng. Nên là em về rất là nhiều nè. Mấy mẫu rất là modern. Đây. Mẫu bông tai Hàn Quốc này các bạn nhìn này. Mẫu này có mức giá là 170.000 một đôi. À, có hai màu, màu trắng này, hoặc là màu vàng. Đồng cái này đã. Thì đa phần là đều có trắng vàng hết. Vâng. Dạ. À, mẫu này 250.000. Quen tròn nó đeo cũng đẹp lắm. Này, dễ thương chưa nè. Dạ. Có trắng có đây. Vàng. Có trắng có vàng. Ờ à, đây, một bạn ấy đeo thử cái mẫu bông tai màu này. Cái này nó có 3 màu. Dạ. Màu trắng. Có màu trắng, màu xanh, màu đỏ. Sản phẩm như bạn ấy đang mang là có 3 màu, màu trắng, màu xanh và màu đỏ. Đó. Tùy theo các bạn. 2.290 một đôi. Thích lựa cái nào nhé. 290.000 một đôi. Nhìn rất là dễ thương. Này có mấy cái bông này cũng lạ lạ lắm mà. Đây. Thương mình chưa? Sẽ giới thiệu những cái mẫu bông khác. Xinh chưa? Này. Đó. Đây nữa này. Này cái bông này cũng màu đen lắm nè. Dạ. Mấy cô nào mà màu đen á là thích đeo mấy hàng này. Dạ. Mà người dạng trẻ trung. Dạ. Trẻ trung đó. Giá là 290.000. Dạ. Đó. Bông màu đen này. Tất cả các sản phẩm đều được để giá hết nha các bạn. Dạ. Đó. Vậy là mình mua thì mình không có sợ bị lầm, không có phải trả giá mà lại còn được giảm giá 10% nữa. Ở đây. Wow, cái đó bự quá à. Đó, đó, màu đen lắm á. Yeah. Bạn này có nước da rất là trắng, nhìn cứ như là người tiểu thư con gái nhà lành á. Rồi, cái đó cũng có mấy màu em hay chỉ có màu trắng thôi? Nó có màu vàng với màu trắng. Đấy, ai thích màu vàng thì có màu vàng nhé. Wow, cái này bự quá. Đeo này đẹp lắm á. Người ta tưởng con nhà giàu người ta theo á. Y như người mẫu luôn á. Mấy cô người mẫu là đeo cái này lên. Đúng rồi, trên các cái sàn quát quát đấy dạ. Các bạn. Mình đeo đây, mình biểu diễn. Xinh lắm này. Đây, một số mẫu khác này các bạn này. Cái này giá nó cũng mềm lắm à. Vâng. 270.000 này. Một đôi. Dạ. Mà đeo rất là bền luôn. Nhìn nó rất là xịn sò. Dạ. Hồi nãy các bạn ơi là những cái mẫu bông tai mà ngắn ngắn nó sát với tai, nhưng mà bây giờ cũng sẽ có những cái mẫu dài này. Đó, nhìn dễ thương quá. Dạ. Đó. Rất là đẹp. Như bông Nam Bộ này có giá là 260.000 thôi. Dạ. Wow. Hoặc đây nữa này các bạn này. Những cái mẫu mà nó bự bự, cá tính một chút. Đó, 290.000. Quá trời nhiều. Đó, có đủ cái này thì có nhiều màu nha các bạn. Màu hồng này, màu trắng, màu bạc này. Rồi, 250.000, cỡ là 10 đô la. Có đôi đủ màu. À, ôi trời, đâu rồi? Đây, có cái đôi là... Y như con công. À, y như đôi công. Rồi, đủ sắc màu luôn nhé. Đủ sắc màu luôn.
Đúng rồi. Chị bán hàng, chị tuyển bạn này rất là hợp lý. Dạ. Rồi đây. Dạ. Cái mẫu này là bông nhuyễn, nó nhuyễn hơn này. Dạ, nó là lòng thầm, màu đen. Dạ. Dạ. Dễ thương lắm. Dạ. Này cũng chỉ có giá 201 thôi. Dạ. Dạ. Các bạn nữ đều ghi giá đằng sau hết. Dạ. Tất cả đều có giá hết. Nên là các bạn nữ, các bạn tin tin nó có thể tâm. Tới đây mình thay vì mình đặt hàng trên các cái shop online trực tuyến đó, thì cái việc đổi trả hoặc chờ đợi nó khó, mà tới đây mình mua thì có sẵn rồi, mình có thể thử rồi dài ngắn như thế nào mình cũng có thể yêu cầu tiệm chỉnh sửa giúp mình đối với một số những cái mẫu mà có thể chỉnh sửa. Đeo sát vào tai cũng có, mà đeo dài cho nó lòng thòng cũng có. Có mấy cái bông này dạng hạt bẹt nữa. Vậy. Có mấy cái bông là ngọc trai á. Để em lấy cho anh coi. Những bông ngọc trai nó xinh lắm. Đây, nếu mà cô chú anh chị mình thích những cái mẫu bông khoen mà có đính một cái viên ngọc trai đó, thì có thể tham khảo mẫu mà bạn gái đang đeo đây. Nó đẹp lắm. Đích thân là em là qua mới lựa từng mẫu luôn á. Yeah. Các bạn nhìn này, nó bóng bóng để soi gương được này. Mà giá rất là mềm nhé, 180.000 nè. Đó. Rồi mẫu hình vuông này, 230.000. Taxi vàng nữa nè. Đây các bạn này, rất nhiều mẫu. Cái này nó hơi lòng thòng xíu nè. Về. Đeo cũng đẹp lắm. Đây, bạn đang đeo thử một cái. Wow. Em đã nhận quảng cáo cho cái công ty nào chưa em? Rồi, để. Nào anh có show chắc anh phải mời em ấy. Nhưng mà hiện nay bạn là người mẫu độc quyền của shop Thủy Jewelry chợ An Đông nhé. Rồi, cảm ơn em gái. Cái bộ đó là nhiêu tiền đấy em? 170. Dạ, có 170.000. Thì có một bông hoa mai 5 cánh. Và có 3 cái hạt, một cái hạt ở giữa bông hoa mai và 2 cái hạt nữa rủ xuống, một hạt dài, một hạt ngắn. Có thêm một cái màu nữa là màu vàng cho quý cô bác anh chị lựa chọn. Giá chỉ 170.000 nha các bạn. Đặc biệt là các bạn trẻ cá tính, mình thích những cái mẫu này thì ghé đây để mình mua. Nói về mẫu các bạn thì ở đây cả ngày không hết, có khi cả tuần quay không hết luôn. Chỉ giới thiệu được một số các mặt hàng đặc trưng thôi. Và đôi này quá xinh luôn. Này, đôi này nhìn rất là xinh tươi này, vừa lung linh ánh chiếu này, phía dưới là có cái viên ngọc trai. Và sản phẩm này chỉ có mức giá là 280.000 thôi. Các bạn nhìn này. Đẹp chưa? Dễ thương quá trời đó. Em thấy cái bông này thì cái đầu bên ngoài nó to, cái đầu bên sau nó nhỏ. Đầu trước nó nhỏ, cái đầu sau nó to. Đây là cả hai mặt nữa không chị? Cả bên kia nữa. Đây, để này, các bạn nhìn để đeo thử cho đây. Bạn đây là một cái bông nữa này, các bạn nhìn này. Người đẹp rồi đeo đồ đẹp vào nữa, làm vẻ đẹp tăng gấp đôi á. Người đẹp này yêu ai chưa? Chưa rồi. Vẫn đang độc thân vui tính. Yeah. Rồi. Nói thế thì mai tập này cháy máy. Yeah. Bạn này chưa có người yêu thiệt á. Chưa tại người yêu thiệt. Tại vì làm cho dì lâu quá rồi nên là không có đi chơi nhiều á. Yeah. Lo làm quá. Lo làm quá. Đeo dạng sâu á. Đẹp ha. Và đằng trước ấy thì cái đầu nó nhỏ và đằng sau thì cái đầu nó to. Dạ. Mà đeo rất là có duyên luôn. Dạ. Còn mấy cái đôi này cũng lạ lạ lắm lắm nè. Xinh chưa nè. Dạ. Và giá nó cũng mềm lắm anh. Dạ. Nó chỉ có 180.000 một đôi thôi. Dạ. Giá nó rẻ mà đẹp. Dạ. Rẻ đẹp chứ. Rẻ đẹp. Dạ. Đấy, đúng nghĩa là trang sức, đồ xi mạ. Thay vì phải bỏ ra cái số tiền hàng tỷ đồng hoặc là nhiều triệu đồng. Rồi. Nhìn đẹp ha. Ở dưới thì như một cái chiếc lá, còn phía sát phía tai thì có một cái hạt tròn. Rồi, cảm ơn em. Nhiều lắm, nhiều mẫu. Đấy, lắm. Quá trời mẫu. Yeah. Mấy cái dạng này thì em bỏ xị mạnh lắm. Vâng. Mỗi nó lấy qua Zalo cũng nhiều lắm. Vâng.
Đấy, có hai màu khác nhau này. À, giá là 260 ngàn thôi. Đúng là thế giới đồ trang sức. Thì cái này cũng có một số khán giả nói là cái đồ giả không đeo thì đồng ý. Nếu mà quý vị có triệu đô thì đeo cái này là chi. Nhưng mà những người mà chỉ có tiền ngàn thôi á, thì người ta mua cái này người ta vẫn có thể trang điểm rồi làm đẹp cho bản thân được. Không ăn nhiều, nhiều khi á, mấy cô chưa biết á, đồ giả và có nhiều chỗ nó bán rất là xấu, nó không đẹp. Và nhưng mà riêng chỗ em là bảo đảm là hàng đẹp và đẹp xuất sắc luôn, mà đẹp như đồ thiệt luôn. Dạ. Nên nhiều lúc có nhiều cô có thấy tới đây thấy trời ơi đồ giả mà sao đẹp quá vậy. Và đó, nên là mấy cô là đổi ý luôn, là mua đồ giả đeo luôn. Và à, đây bạn gái à, chúng ta quên anh chưa hỏi em tên gì nhỉ? Dạ, em tên Hiền. Em Hiền, trời ơi, em Hiền quá, nhìn em cũng Hiền. Em Hiền, em cũng Hiền luôn. Nhìn em cũng Hiền luôn. Đây là một cái bông tai cách điệu hình, có nó có vẻ nó hơi xoắn. Xoắn ốc. Xoắn ốc. Em đeo thấy có đau tai không? Dạ không. Nhẹ không lắm anh. À, nhẹ. Nè, nó lủng lẳng với đó. À. Dạ, nó nhẹ. Không có bị nặng, không có nặng. Không có bị nặng. Nó có màu trắng. Dạ, có màu trắng nữa này các bạn này. Trắng vậy. Một bộ đó là nhiêu tiền đây? Dạ, là 230. 230 ngàn. Giá là chưa tới 10 đô la nha các bạn. Này. Cũng khá là nhẹ nhé. Dễ thương. Em thấy cái bông này mà mấy cô mà ngồi xui á là đeo là đẹp lắm. Vâng. À, thì cô bác có thể mua quần áo may sẵn hoặc là may áo dài ở chợ An Đông, rồi nhớ ghé ở đây. Mình có thể lựa chọn cho mình một vài những cái phụ kiện như là kẹp tóc này, bông tai này, lắc này, dây chuyền này, mặt này. Hàng gì em cũng có hết. Hàng rẻ giá thấp cũng có, hàng cao cấp giá mắc cũng có, hàng bạc cũng có, hàng thau si. Nhưng mấy cái này là hàng thau nè anh. Đó, hàng si á thì nó lại rẻ hơn đồ bạc rất là nhiều. Ví dụ như một bộ nó chỉ khoảng 300 mấy, 500 mấy, 600 mấy một bộ thôi. Đó, hoặc là nguyên set như vậy nè. Nguyên set như vậy mà đồ si thì nó chỉ khoảng 500-600 ngàn một bộ thôi. Đó thì nó lại rẻ. Nhưng mà hàng si thì nó sẽ không có, nó không có bền màu bằng hàng bạc. Hàng bạc là nó cao cấp mà nó bền gấp đôi lận. Cái lượng đây, những cái mẫu bông sẽ cao cấp hơn. Các bạn này, nhìn đồ để cái này mình đi tiệc dạ hội thì buổi tối đó, ánh đèn chiếu lên nhìn trông sẽ đẹp lung linh hơn. Một cái bộ trang sức không quá nhiều tiền nhưng mà khiến cho bạn nổi bật hơn những người khác. Thật là rất là đẹp luôn. Bạn nhìn này. Sắc sảo. Và cái này thì em không luôn có số lượng, này em chỉ có một hai một mẫu thì chỉ có một hai đôi thôi. Hàng này hàng tuyển. Vâng, hàng tuyển chọn. Nè, cô chú anh chị nhìn. Ồ. Quá trời. Đẹp chưa? Vâng. Xinh lắm luôn á. Nhìn rất là có duyên nhé. Này. Cô dâu đeo cũng được á. Vâng. Dạ. Đeo làm cô dâu cũng được. Mặc sơ rê rồi đó. Đeo như thế này. Làm trắng rồi đeo. Rất đẹp. Tất cả các sản phẩm đều có được ghi giá hết nha các bạn. Nên các bạn tới đây thì mình ưng mẫu nào mình lấy mẫu đó. Thuận mua thì vừa bán. Nguyên phong tụ này nó cao cấp hơn xíu. Đây trong này các bạn là rất nhiều những cái mẫu bông tai cao cấp đã được tuyển lựa sẵn rồi. À, mình sẽ quay từ trên xuống dưới cho cô chú ưng cái mẫu nào thì có thể ghé đây để coi nhé. Về giá là mình không có phải lăn tăn rồi, vì tiệm đã niêm yết giá rõ ràng rồi. Ví dụ bộ này là 860 ngàn này, bộ kia là 980 ngàn này. Đó, rồi những cái dây. Đó. Rồi, tiếp theo đây cô bác anh chị nhìn này. À, bên ngoài thì nó sẽ còn đẹp hơn ở bên trong nhé quý vị. Bởi vì khi mình quay đây thì nó qua một cái lớp kiếng, nó không có được đẹp bằng mình đeo ở bên ngoài. Hoặc là đeo thực tế vào hoặc là đeo thực tế vào người mẫu. Cái mẫu này cũng đã rất là dễ thương. Và mà đeo ở trên cái đôi tai thiệt đó thì nhìn nó sẽ đẹp hơn các bạn ạ. À, đây Tuấn Dương sẽ quay để cô bác anh chị thấy là cái màu khói khói này, hàng trăm mẫu. Dạ. Cái màu khói khói này nè. Dạ. Cái này nó là màu xám khói. Màu xám khói. Nó lạ, cái màu nó lạ. Dạ. Giá 780 ngàn. Cảm ơn chị.
Đây mình sẽ quay tiếp, bởi vì cái số lượng mẫu rất là nhiều, trong một clip thì không thể giới thiệu hết được. Khi nào có những cái mẫu mới thì Tuấn Dương sẽ tiếp tục cập nhật đến các cô bác anh chị. Cô bác anh chị tới chợ An Đông thì cứ một là đi theo cái sự hướng dẫn hồi nãy, còn nếu như mà cô chú tìm kiếm khó đó thì Tuấn Dương để cái số điện thoại rồi mình gọi điện thoại trực tiếp cho sạp mà của chị Vân, sau đó sẽ có người ra hướng dẫn cô chú anh chị nếu mà trong trường hợp cô chú anh chị kiếm không được. Hồi nãy thì mình đã coi những các cái mẫu trang sức như là mặt dây chuyền này, rồi các cái lắc này, bông tai này, thì ở đây còn có những cái mẫu đồng hồ trang sức nữa để cho các bạn gái mình có thể lựa, mình đeo để đi tiệc này. Rồi thôi, nhìn đẹp chưa? Cái này đẹp lắm này. Vâng. Hàng này hột. Ờ. Mấy cái dạng đồng hồ đá màu hoặc là đá đen, đá xanh, đá đỏ đó. Chị ướm thử vô tay đi cho nó dễ hình dung ạ. Và đây đó, rất là nhiều những các cái mẫu đồng hồ trang sức nha. Giờ nó chạy là đảm bảo đúng không chị? Đúng giờ chắc. À, giờ dạ, là đúng luôn rồi. Đúng không? Dạ. Vàng, đồng vừa hồ đeo thời trang mà vừa coi giờ được luôn. Vàng, dạ. Đây mức giá 2.100.000. Cái này cũng đẹp đấy. Rồi đây cái này nữa các bạn nhìn này. Nè, nhìn dễ thương quá. Dạ. Đó. Đẹp lắm. Mà coi giờ mà đeo thời trang luôn. Và vừa là đồ thời trang mà vừa biết giờ nhé, trông lại dễ thương nữa. Cái này là modern dữ lắm luôn. Dạ. Tay tay to thì đeo sẽ đẹp hơn. Dạ. Nó có màu vàng nữa. Và cái này có xi trắng, xi vàng. Có cả xi trắng, xi vàng. Đẹp. Đây mình sẽ coi thử cái xi trắng này là nhiều tiền nhé. Sản phẩm này có mức giá là 3.600.000 nhé các bạn. Nè, các bạn nữ ở đây tiệm thì còn bọc kỹ rồi để cho nó đỡ bị va chạm. Đây ạ. Dạ. Wow. Đẹp chưa này. Nhìn cũng dễ thương ha. Nhiều khi đi đâu mình chỉ cần đeo cái đồng hồ thôi là đã thấy nó nổi. Đúng rồi, nổi chính xác. Dạ. Và đây, còn một cái mẫu khác này. Đây, rất là cá tính nhá. Này là dây hít. À, dây hít. Tay to, tay nhỏ gì đeo cũng được hết. À, rồi, rồi, rồi. Và mẫu dây hít. Cái mặt này là còn một cái lớp ni lông, dạ, lớp siêu nữa. Còn nếu mà bỏ ra các bạn nó sẽ còn long lanh hơn, cái nó sáng hơn. Cái này là đá nha. Cái dạ. Dây này bằng đá. Cái hột này hột baguette. Dạ. Nên là nó vừa thời trang mà nó vừa modern, vừa dạ. Trẻ trung nữa, cá tính nữa. Dạ. Nó có nhiều đá, đá hồng, dạ. Đá đen nè. Đấy, các bạn ơi, nếu mà chị không nói tiếng Việt thì các bạn cứ nghĩ đây đang như ở bên Hồng Kông nhé. Mà đây không phải Hồng Kông, đây là chợ An Đông mà bên hông chợ lớn này. Rất nhiều những cái mẫu đồng hồ đẹp, đẹp, dễ thương. Em mê mấy cái hàng này lắm, em mê lắm, bởi vậy nên là em... Wow, cái này cũng này. Đính đá pha lê, tay nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đen, đỏ, hồng. Trời, nhưng mà ai yêu cô này chắc tốn đồ, tốn tiền trang sức lắm này. Thì đeo cái gì cũng đẹp này. Mấy cái dây đồng hồ. Đây các bạn này, những cái dây đồng hồ này nhìn rất là dễ thương nhé. Đẹp lắm. Như vậy là rất là nhiều mẫu cho chúng ta lựa chọn, từ lớn đến nhỏ. Các bạn không cần phải đi đâu xa, đâu cần phải đi đâu xa đâu. Tới đây mình thấy ưng cái nào thì mua cái đó. Rồi, cái này đẹp quá này. Trời ơi. Này cũng tuyệt vời. Cái màu đen này cũng là cái này lạ quá nè. Có màu đen này nữa các bạn. 620.000. Đẹp ha. Dạ. Rồi đây bạn ấy sẽ thử một cái mẫu khác này. Mặt vuông này. Có đủ mặt nhé. Mặt vuông, mặt tròn, mặt oval, mặt hình trái tim, hình bầu dục, hình chữ bông. Nhật. Này có cái này ấy, các hình kiểu. Hoa nữa nè. Dạ. Xinh chưa nè. Rồi cảm ơn. Có nhiều lắm mà tại em không có chưng. Không có chưng thôi đúng không? Dạ. Dạ. Nó nhiều lắm. Đó. Tại vì mình không có chưng ra được hết. Dạ. Rồi, nhìn dễ thương quá. Đẹp quá ha, cái mẫu này đẹp. Vâng, đây những mẫu đơn giản này. Đơn giản. Đó.
Thưa các cô bác anh chị, thì Tuấn Dương và chị Vân đã giới thiệu cái lối đi vào từ trước ở đầu video clip. Tuy nhiên thì có một số cô chú anh chị có thể sẽ không nhớ, thì mình sẽ quay cái bảng hiệu là có chữ Thủy Jewelry, chuyên cài kẹp tóc, trang sức, xi mạ, đồng hồ modern. Địa chỉ là sạp là từ D21, D23, D25, tầng trệt chợ An Đông. Để đi tới thì mình đón taxi hoặc là Grab đó, tới cái địa chỉ là số 34, 36 đường An Dương Vương. Đi cổng chính vào, đi thang bộ lên thì mình sẽ quẹo phải, sau đó thì đi tới sạp của chị Vân. Dạ thưa chị, cũng xin cảm ơn chị đã dành thời gian để giới thiệu tới quý khán giả trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay một số những cái mẫu đồ trang sức. Cũng rất là cảm ơn chị vì chị cũng là một trong những cái sạp mà niêm yết giá đầy đủ rõ ràng. Thì đây là một cái gọi là điều rất là hay mà không phải những cái sạp nào trong chợ truyền thống cũng làm được. Và nó cũng xóa đi cái khoảng cách giữa cái người mua và người bán. Đặc biệt là hiện nay có một số chợ truyền thống thì cũng vẫn còn bán theo cái cách là nhìn mặt khách và nói thách. Nhưng mà em biết rằng là với hàng ngàn và hàng chục ngàn cái mặt hàng để mà chị đánh giá trên từng sản phẩm ấy, cũng là một cái nỗ lực rất lớn là của cửa hàng. Thì cũng cảm ơn chị đã giới thiệu những các cái đồ trang sức để giúp cho các chị em rồi các anh em làm đẹp hơn. Và xin chị nhắc lại cái ưu đãi khi mà khán giả trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay biết tới cửa hàng của chị. Dạ, em là bán là đều có niêm yết giá hết trên cái sản phẩm của em. Nên là cô chú mà tới mua là cứ yên tâm theo cái giá đó. Đặc biệt là nếu như mà mua mà trên kênh của anh Tuấn Dương Sài Gòn Ngày Nay á, là em sẽ ưu ái cho giảm 10%. Miễn là đến đây mà kêu là anh hoặc là cô là coi cái kênh YouTube của anh Tuấn Dương Sài Gòn Ngày Nay á, thì em sẽ đều giảm 10%. Mà nếu như cô chú nào mà mua nhiều hơn nữa thì em sẽ giảm thêm hơn là 15%. Nếu mà mua theo số lượng mà nhiều. Còn mua sỉ thì em sẽ tính theo giá sỉ. Cái thời gian mà được giảm giá thì áp dụng từ khi nào đến khi nào thưa chị? Lúc nào cũng được áp dụng, tiên luôn mà. Ưu tiên cho Sài Gòn Ngày Nay là ai tới đây mua em sẽ đều giảm giá như vậy hết. Rồi thưa cho em hỏi, chị nói thêm về ví dụ như khi khách tới mà thích những cái mẫu đó mà nó dài ngắn hoặc nó nhỏ to chưa có ngay ấy, thì tiệm sẽ đáp ứng trong khoảng thời gian bao lâu ạ? Nếu như mà cô chú mà muốn mua ví dụ như là mua cái dây bẹt này đi mà muốn dài hơn hoặc là ngắn hơn thì có thể đợi em tối đa là khoảng 1 tiếng, hoặc là nếu mà chậm hoặc là nhanh hơn thì nửa tiếng. Thì em có thể gia công tại chỗ luôn. Còn nếu như mà có thời gian thì ngày hôm sau quay lại thì em mang về nhà em gia công rồi ngày hôm sau em mang lại. Thưa chị, một cái câu hỏi nữa là một số người nói rằng là ở đây bán đồng hồ nhưng mà nếu mà lỡ trong trường hợp cái đồng hồ của người ta đang mang á mà nó hết pin ấy thì ở đây có pin để thay không? Ông xã em là chuyên làm cái đó, là sẽ thay pin này, thay máy luôn, nếu như hư máy thì thay máy luôn. Nên là yên tâm, mua của em là em đều được bảo hành hết. Dây đeo hoặc là những cái thứ mà nó bị lỗi hay là sao đó thì đưa tới đây em đều xử lý cho được hết. Thưa chị nói thêm một chút về giả sử như sản phẩm trang sức, xi mạ hoặc là bạc mua tại cửa hàng nhưng mà sau một năm nó bị giống như bụi bẩn hoặc nó ố, nó bám hoặc là nó bị mất đi một cái hạt chẳng hạn, ví dụ thế thì mình có sách hỗ trợ như thế nào? Có hết anh. Có nghĩa là nếu như mà đeo thời gian mà nó cũ hoặc là nó xỉn màu á thì mang lại đây em sẽ xi lại. Mà em sẽ tính theo cái giá xi của thợ. Vài chục ngàn chẳng hạn thì thợ nó tính như thế nào thì em sẽ tính lại như vậy. Giống như em chỉ có xi dùng cho khách thôi, không có tính tiền lời, tiền lãi gì hết. Còn nếu mà bị sức hột thì lúc nào mang tới em cũng làm tại chỗ luôn, làm ngay lúc đó luôn.
Rồi thưa chị, em sẽ đăng cái số điện thoại của mình lên để thứ nhất là nếu mà khách kiếm không được thì có thể liên lạc trực tiếp với cái số phone của chị. Cái thứ hai nữa là kết bạn Zalo để xem nhiều cái mẫu mới, vì thấy ở đây hàng chục ngàn sản phẩm mà mình chỉ giới thiệu trong vòng một tiếng hoặc hơn một tiếng đồng hồ thì chưa hết. Thì em xin đọc cái số phone và địa chỉ lại. Số Zalo của chị đọc đi là số mấy? 0918 313 266. Dạ, gặp chị Hồng Vân. Còn số ở dưới là 0962 0962 919 462. Địa chỉ là sạp D21 đến D25, tầng trệt chợ An Đông nhá, thưa quý cô chú anh chị. Rồi một lần nữa xin cảm ơn chị Vân nhá, và chúc chị cùng các anh chị em ở cửa hàng được nhiều sức khỏe và có nhiều mẫu mới. Khi nào có mẫu mới thì lại kêu em nhá. Ok. Rồi em cảm ơn chị. Cảm ơn.